Thank you, Resident Games, again for letting me using the video trailer for Scarface 1920 in one of my YouTube video, letting my audience know about the game and the Kickstarter campaign that's going on right now. Vinh xin chân thành cảm ơn công ty Resident Games đã cho phép Vinh xài cái video trailer của cái game Scarface 1920. Và hôm nay Vinh xin review cái game Scarface 1920 và hướng dẫn các bạn qua cái quá trình mua cái game Scarface 1920 này trên Kickstarter. Let's go! Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel WeWolf. Hôm nay Vinh xin giới thiệu cho các bạn một cái game rất là hay và Vinh vừa mới khám phá ra, được produced bởi Resident Game. Công ty này là một công ty ở bên Barcelona, bên Spain. Cái game được gọi là Scarface 1920. Thì game hay như thế nào thì Vinh xin các bạn hãy coi phần trailer của cái video này. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể theo dõi tiếp theo phần Vinh mua cái bộ game này trên Kickstarter nhé. Welcome to Chicago, famous for its propensity to fires, for Alice, the zoo's drunk elephant, and for the holiest saint in the USA, the inventor of the hot dog. Oh, and for this. That year, politicians in Washington, D.C. banned the sale and distilling of alcohol in every state. Some even thought this would put an end to liquor. They were wrong. Four bosses have shown up to divvy up the whole business. Arnold Rothstein, the brain. He has bankers and politicians all eating out of his hand. He controls betting just like Moses controlled water, but he has only one commandment, no debts allowed. Stephanie St. Clair, a queen crowned in Harlem. Don't be fooled by her image as a protector of the helpless. She's one of the most cold-hearted badasses in the country. To all those who have dared to touch any of her people, she's told them how to sing the blues. Dino Banyan, the whiskey king. Only a patty like him would use a florist shop as a front. That way he can sell wreaths for the coffins of all those who were brave enough to stand in his way. And of course, there's him. He succeeded in uniting the Italians under his rule and is ready to become the most famous man in America. They might even make a movie about him. Many of you will ask yourselves how these gangs have amassed so much power, and the answer is easy. Like in any other business, one, competent staff. It's important to surround yourself with professionals and leave all the dirty work up to them. Everybody must have a chance, even the interns. Two, care about your product. Get it from all over the world. Beer from Belgium, gin from Birmingham, Caribbean rum, or a good scotch. Three, expand your business. Never be satisfied with just one territory. Always aspire to control the entire city. A few problems might arise with the competition, so you gotta be prepared. Four, ruthless people make terrible friends, so it's best to make them your partners. You never know when you might need a favor from a politician, advice from a judge, help from a cop, or whatever this guy does. Oh, and the most important thing, if you ever see this man, you'd better run. Many have tried to grease his palm, but so far, no one has succeeded. So remember, build up your gang, hire the best, sell all you can, never get caught, and make sure that those who disrespect you pay a high price. That's the only way to become the king of Chicago. Shit. Trailer rất là hay đúng không các bạn? Scarface mà năm 1920 nói về bốn băng đảng ở bên Chicago. Bốn băng đảng này rất là lớn thời đó, giống như mafia vậy các bạn. Thì họ luôn tranh đấu lẫn nhau, họ muốn tranh đấu lẫn nhau để mà trở thành băng đảng lớn nhất ở thành phố Chicago, để có thể buôn bán lậu những món rượu hoặc là những cái vũ khí trái phép. Thì đây là một cái game khá là hay, có cái team khá là thú vị. Cho nên Vinh thấy được thì Vinh thấy nó rất là thú vị và Vinh muốn mua. Cho nên Vinh muốn dẫn các bạn qua cái quá trình mua một bộ game ở trên Kickstarter như thế nào. Tại vì lần trước Vinh đã nói cho các bạn biết là Vinh cũng hay rất là hay mua ở trên game ở trên Kickstarter đúng không? Dùng những cái account khác nhau nhưng mà Vinh rất là hay mua trên Kickstarter. Tại vì Vinh thấy đó là một cái nơi rất là hay cho những người chế tác game và những người mua game như mình. Cái thời gian chờ đợi thì nó khá lâu và cái đó mình sẽ giới thiệu các bạn sau, dẫn các bạn qua cái quá trình cho các bạn thấy được là nếu mà mua một cái game ngay từ đầu như thế này thì phải chờ đợi bao lâu thì mới lấy được cái game. Nếu các bạn muốn tìm Kickstarter thì các bạn hãy vào google.com, sau đó bấm Kickstarter. Rồi các bạn có thể vào cái trang Kickstarter này.
Khi mà các bạn đã vào trang Kickstarter thì Vinh khuyên các bạn là nên click login ở đây, tạo một cái tài khoản riêng nha các bạn. Tại vì như vậy á, những cái project mà các bạn muốn chống lưng đó thì nó sẽ nằm trong tài khoản của các bạn. Sau khi các bạn chống lưng nó thì dễ cho các bạn quay lại và coi là mình đã chống lưng những cái gì và nó đã tới đâu rồi. Cái đó nó sẽ dễ dàng hơn. Sau khi mà các bạn đã login rồi thì các bạn hãy qua phần phía bên góc phải bên đây và bấm vào chữ search. Sau đó các bạn bấm chữ Scarface 1920 ha. Thì các bạn có thể thấy được là cái game nó sẽ hiện ra. Thì các bạn click vô cái game thì các bạn sẽ vô cái trang này. Cái trang này có rất là nhiều thứ khác nhau các bạn. Khi bạn vô trang Kickstarter của cái công ty Redstone Game cũng như là những cái project khác ở trên Kickstarter thì các bạn có thể thấy nó có những cái tab, những cái khác nhau. Thứ nhất là cái tab Campaign ha. Sau đó là FAQ là Frequently Asked Question. Update nè. Update là những cái thông tin mới nhất mà company nó gửi ra cho những người chống lưng nó. Comment là những cái ý kiến cá nhân của những người khác mà đang xem cái campaign này. Thì các bạn có thể thấy được là mình có thể đi campaign theo chia theo ba cái chỗ chính nè, là Story, Risk và Environmental Commitments. Thì mình muốn tới phần nào thì mình coi phần đó thôi, hoặc là mình có thể cứ scroll xuống mình coi thôi các bạn. Thì đây là cái game Scarface 1920. Thì nó nói trên cái trang campaign chính này đó, thì các bạn có thể thấy được là nó nói hết tất cả những cái thứ gì liên quan đến cái bộ game này. Thì các bạn có thể thấy được những cái thành phần ở trong cái bộ game nó có những cái gì. Nó có luôn một cái video thôi các bạn, là hướng dẫn cho các bạn cách chơi game sơ thảo thôi. Thì các bạn coi thử rồi các bạn có thấy đó là một cái dạng game mà mình thích hay không, chứ không phải là vì bên recommend thì các bạn nên mua nha, không phải vậy nha. Các bạn hãy coi thử trước, tại vì những cái game này ra các bạn thì nó chơi khá là lâu. Mình coi lại nha. Cái game này á, là chơi từ 1 người cho đến 4 người chơi, có nghĩa là các bạn có thể chơi một mình cũng được. Các bạn có thể chơi từ 90 cho đến 150 phút, có nghĩa là chơi nhiều người, lắm là 4 người á, thì phải tốn khoảng 150 phút lận. Thì đó là một thời gian khá là dài đó các bạn. Tiếp theo đó các bạn là các bạn có thể thấy là mình xuống đây ha, mình sẽ coi được những cái thành phần trong cái bộ game đó. Và nó nói rất là chi tiết những cái thứ gì, những cái câu chuyện xảy ra trong cái game, cái game nó về cái gì, chẳng hạn vậy, nó nói rất là rõ ràng luôn. Phần tiếp theo đó là mình có thể thấy được là nó cho mình cái phần download rulebook luôn, có nghĩa là cho mình download thử cái cuốn sách luật về, mình coi thử trong cuốn sách luật đó có những gì và có thích hợp với cái lối chơi hoặc là cái game, dạng game mà mình thích chơi hay không, thì lúc đó mình mới quyết định là mình có nên mua hay không nhé. Phần tiếp theo nữa phía dưới á, là mà các bạn có thể thấy là những cái pledge level và những cái cấp độ khác nhau để mà mình có thể mua được cái game này. Cái game này bắt đầu đó mà mua là phải 99 euro. Cái game này ở bên Barcelona với bên Tây Ban Nha đúng không các bạn? Thì nó tính bằng euro chứ không tính bằng Mỹ Kim. Thì trong cái game đó nó sẽ nói là có 4 cái băng nhóm chính. Mỗi cái băng nhóm thì nó có những cái nhân vật như thế này, những cái hình nộm nhựa như thế này, những cái xe và những cái marker token và control marker là những cái chúng nó định vị mình đang chiếm đóng ở đâu thôi. Đó, đây là một cái băng nhóm khác thôi các bạn, 4 băng nhóm lận. Các bạn có thể thấy là những cái hình nó làm rất là đẹp luôn. Mình nhìn thôi là mình thấy thích rồi đó. Sau đó là nó có một cái bản game chính cho cái bộ game. 54 những cái thẻ khác nhau cho những cái nhân vật khác nhau. 38 những cái thẻ làm việc, chẳng hạn như các bạn có thể ăn bắt cóc một người nào đó nè, đánh bom một cái khu shopping center nè, có thể cướp nhà băng nè, đó, có thể làm những cái job khác nhau đúng không? 31 thẻ dealer cards. Dealer card là mình nghĩ là nó là một cái thẻ buôn bán lậu đó các bạn, có thể buôn bán súng nè, có thể buôn bán những cái chẳng hạn như là rượu bia nè. 28 thẻ Federal Card là những cái người mà là trong bộ máy chính quyền đó các bạn. 16 những cái thẻ mới nữa. Và nếu như các bạn mua cái bộ game này ở trên Kickstarter thì các bạn sẽ lấy được cái thằng Paperboy Miniature, là cái hình nộm của thằng bé đưa báo này nè. Nó sẽ cho các bạn thêm 3 cái thẻ nữa. Thì cái này là chỉ đặc biệt riêng nếu như các bạn mua ở trên Kickstarter thôi, chứ nếu mà sau này nó ra cái game này cho số đông những người chơi khác thì
thì các bạn sẽ không có được cái này nha. 18 cái neighborhood town là nói về những cái khu vực, và 240 những cái thành phần nhỏ nhỏ khác mà các bạn có thể có được. Ta cũng nói được là mình sẽ có thể chơi cái game này một mình à, và giải thích là cái chơi một mình sẽ như thế nào. Tất cả những thứ này nó nói là mình nó đang vẫn đang làm việc và giống như là khắc phục những cái yếu điểm của cái game này, chứ không phải là tất cả mọi thứ đã xong rồi. Cho nên mà khi mà mình mua cái game này, mình biết là nó vẫn còn những thứ nó vẫn còn muốn sửa. Phần tiếp theo đó là phần add-on ha. Phần add-on này nó sẽ nói là mình muốn mua thêm những cái này thì mình phải trả bao nhiêu tiền. Chẳng hạn như các bạn có thể mua thêm cái thằng bé đưa báo này nè, là 8 euro. Các bạn có thể mua thêm những cái thùng gỗ như thế này, đó là 12 euro, để mà chứa những cái rượu hoặc là những cái súng để đi bán lậu thôi. Plastic Business Marker là những cái địa điểm ha mà mình có thể chơi được trong cái game này. Chẳng hạn như các bạn có thể thấy là nightclub ở đây là một cái hộp đêm. Thì tất cả những cái thứ này nó sẽ bằng nhựa và nó sẽ bán là 18 euro. Coin slip là nó là những cái vỏ bọc những lá bài lại, nó bán là 15 euro và tới hơn 250 thẻ bọc lận. Tiếp theo là cuốn sách art book của cái game Scarface 1920 này, nó bán do cái người họa sĩ này họ chế ra thì nó rất là đẹp, hình ảnh nó rất là đẹp phải không các bạn? Cho nên nó là một cuốn art book như vậy mà nó bán 23 euro. Cuối cùng là cái poster của một cái người nhân vật ở trong đây, nó bán là 12 euro ha. Ngoài ra thì các bạn có thể mua cái phần Big Boss Pledge là cái phần cái cấp độ thứ hai của cái game này, thì nó bán là 139 euro. Thì nó bán tất cả những thứ gì mà các bạn có thể thấy được ở phía trên, ngoại trừ những cái add-on nha, không có những cái add-on này nha. Nhưng mà nó cho thêm 3 thứ nữa thôi, đó là cái vỏ bọc bài nè, cái hộp gỗ nè, và những cái địa điểm ăn chơi sao đọa đó, bằng nhựa đó. Okay. Thì đó là nó đã include trong cái 139 euro này luôn rồi. Ngoài ra đó các bạn, thì nếu như công ty nó đã đạt được một cái cột mốc nhất định nào đó, chẳng hạn như 52.000 euro thì nó sẽ làm những cái gì, nó sẽ ra cái game nè, các bạn có thể thấy nó ra cái game. Sau đó là nếu mà nó được 60.000 euro thì sẽ ra cái nhân vật này, chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái các bạn có thể thấy là nó unlock rất là nhiều rồi, đúng không các bạn? Từ hôm nay nó đã unlock rất là nhiều rồi, tại vì số tiền bây giờ đã rất là cao rồi. Thì những cái này là những cái mà nó unlock thêm thôi. Nếu như nó đạt được cái số tiền đó thì nó sẽ có thể liên lạc với những cái công ty sản xuất để mà làm thêm những cái phần này cho cái game. Đó là một cái rất là hay. Ngoài dưới đây phần cuối cùng là phần review đó các bạn. Thì các bạn có thể thấy được dưới này nó có rất là nhiều những cái YouTube channel mà của những cái người Mỹ họ hoặc là người châu Âu họ đã review cái game này, chỉ cho các bạn nói sơ lược về cái game này cho các bạn coi. Thì các bạn có thể coi phần này nếu mà các bạn thấy là các bạn cần thêm sự tin tưởng hoặc là có thêm những cái thông tin để mà biết được cái game này có hay hay không. Cuối cùng là cái phần shipping ha các bạn. Shipping là nó nói được là nếu mà mình ở một cái vùng nào đó trên thế giới thì mình phải trả bao nhiêu tiền để mà nó vận chuyển cái hàng này về cho mình khi mà mình chống lưng cái bộ game này. Thì ở đây mình thấy là ở Mỹ là mình sẽ phải trả 22 euro. Còn nếu như các bạn phải ở ngay tại châu Âu luôn thì cũng trả 22 euro à. Tôi vẫn nghĩ là nó không có làm ở bên châu Âu các bạn, nó có thể nó làm ở châu Á thì phải. Ngoài ra tất cả những nơi khác trên thế giới thì phải trả tới 67 euro để mà nó vận chuyển về nha các bạn. Cái này là cái timeline nè. Cái timeline thì nó sẽ nói cho các bạn biết là ok, cái game này nó bắt đầu khi nào và nó kết thúc khi nào và những cái quá trình nó sẽ như thế nào. Thì chẳng hạn như ngày 15 tháng 6 này là cái Kickstarter này nó bắt đầu, sau đó đến ngày 14 tháng 7 là cái Kickstarter này nó kết thúc, nó không có nhận thêm ấy nữa. Nó có thể có cái gọi là late pledge cho các bạn, là những cái chống lưng trễ giống như hồi xưa mình làm cho cái game Terraforming Mars mà các bạn thấy đó. Thì nó có thể làm như vậy nhưng mà nó không chắc chắn. Nhưng mà ngày 14 tháng 7 là cái khi mà nó kết thúc cái Kickstarter. Đến ngày tháng 9 năm 2021 thì các bạn sẽ thấy là nó kết thúc những cái phân đoạn về thiết kế cái game này. Đến tháng 10 2021 thì nó sẽ bắt đầu gửi cho công ty sản xuất để mà nó lấy về một cái mẫu.
Sau khi mà nó approve cái mẫu đó thì nó sẽ đến tháng 3 2022 thì nó sẽ làm số lượng hàng loạt, sản xuất số lượng hàng loạt. Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2022 và vận chuyển ra cho tất cả mọi người trên toàn thế giới vào tháng 5 năm 2022. Cho nên các bạn có thể thấy được là nó tốn khoảng cỡ gần 1 năm rồi cho đến khi mà các bạn có thể nhận được cái game này trong tay. Cho nên các bạn, cái này là một cái điều mà các bạn nên suy nghĩ trước khi mà các bạn mua một cái game như thế này nhé. Tại vì cái thời gian chờ đợi cũng khá là lâu, chứ không phải là mình mua cái là mình ngày hôm sau là mình lấy được liền. Tiếp theo là phần update. Update cái phần này rất là quan trọng nha các bạn. Tại vì á, mỗi khi mà công ty nó có một cái gì đó mới, hoặc là nó có đạt được một cái cột mốc mới, hoặc là những cái gì đó mới, thì nó sẽ ra trên cái phần update này. Cho đến khi mà các bạn chống lưng cái game này xong, khoảng mấy tháng sau các bạn muốn quay lại và coi nó có những cái update gì chưa, cái game nó đã làm tới đâu rồi, thì các bạn có thể vô trong cái trang này và click on cái phần update này nè. Đó, thì các bạn có thể thấy được là nó đã, cái project đã tới đâu rồi nha. Ok, thì sau khi mà tìm hiểu về cái game này thì Vinh cảm thấy là đây là một cái dạng game mà Vinh rất thích. Cho nên Vinh sẽ dẫn các bạn qua cái quá trình mà mua cái game này như thế nào nhé. Mình sẽ click on back this project. Đó. Thì ở đây nó sẽ cho mình những cái option khác nhau ha. Thì chắc là Vinh sẽ mua cái 99 euro. Vinh sẽ mua cái 99 euro ha. Và nếu mình sẽ click on press. Đó. Khi thì nó nói là Vinh muốn mua cái 99 euro nè. Và Vinh có quyền add on những cái này. Thì cái này, cái thằng đưa thư này á, thì nó đã cho Vinh miễn phí rồi, đúng không các bạn? Nên Vinh không cần phải mua nữa. Thì Vinh không muốn mua cái này. Vinh muốn mua cái plastic business marker này nè. Và Vinh sẽ click continue. Tới phần này thì các bạn, thì nó sẽ nói cho mình biết là mình tổng cộng của mình là bao nhiêu tiền nè. Tổng cộng là 117 đồng. Tính ra tiền Mỹ á, thì nó là 141 đồng 48 cent, 84 cent. Cái này là chưa tính tiền shipping nha các bạn. Shipping hồi nãy mình coi là 22 euro nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ phải bỏ cái phía bên phải này. Các bạn có thể thấy được là mình sẽ phải bỏ những cái thông tin về cái thẻ credit card đó để mà mình trả cho cái game này. Sau khi mà các bạn mua game rồi đó, các bạn có thể bấm vô cái hình icon của cái account của các bạn. Các bạn có thể thấy được là nó list ra những cái game mà các bạn đã chống lưng. Hoặc các bạn có thể bấm vô cái phần profile đây. Và các bạn có thể thấy được là hai cái game mà mình đã chống lưng. Đây là một cái game khá là thú vị. Nếu ước mơ hồi nhỏ của các bạn là trở nên một ông trùm của một cái băng đảng để buôn bán những hàng lậu, buôn bán rượu lậu, buôn bán súng lậu, thì đây là cái game dành cho bạn. Nhớ là cái game này chơi khá là lâu và cái game này cần rất là nhiều chiến thuật. Cho nên nếu mà thích hợp với bạn thì hẳn mua, chứ đừng nên mua chỉ vì mình nói là các bạn nên mua nhé. Nếu các bạn thấy thích video này, xin các bạn hãy nhấn nút subscribe cho channel WeWolf, nhấn nút bell để biết khi nào có video mới nhất. Comment phía bên dưới các bạn suy nghĩ gì về cái game này. Và Vinh hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.